Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu đến anh em mẫu lợp số 02. Lưu ý là mẫu lợp số 02. Còn thời gian làm việc của shop thì từ 6 giờ từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm ha. Anh em loại trừ cái khoảng thời gian là từ 12 giờ trưa đến 1 rưỡi, thì cái khoảng thời gian đó chúng tôi nghỉ trưa thì sẽ có tắt điện thoại, cho nên anh em sẽ không liên hệ được. Đó, thì với 980.000 thì chúng ta có thể làm được gì? Đó, với cái mẫu lợp số 02, thời giá hiện tại chúng tôi đang bán là 980.000. Đó, thì khi thì anh em mua hàng thực tế thì cứ điện thoại đến, giá cả tại thời điểm đấy có lên xuống bao nhiêu thì chúng tôi sẽ báo cho anh em. Đó, còn hiện tại chúng tôi đang bán là 980.000. Đó, anh em thấy 980.000 anh em sẽ được một cái lợp như thế này. Đó, cầu tử là cầu điều ha. Đó, trong lập thì có để sẵn là ba cống. Đó, chúng tôi sẽ phóng to thu nhỏ. Đó, thì bây giờ là tính năng điện thoại nó ngày càng cao cấp hơn, nó có tính năng là thu to phóng nhỏ, cho nên là sẽ làm lại cái video clip này cho anh em xem được rõ hơn. Lúc trước thì điện thoại nó chỉ có tính năng là bình thường, cho nên là khó cho anh em xem được nhiều chi tiết của cái lập. Đó, mẫu lập mặt lập thì anh em có thể thấy là hoặc lập bầu. Đó, nang này là nang hoàn toàn mà lưỡng kim hết, được sơn màu xanh rêu ngụy trang. Nếu anh em nào không tin, khi mua về cứ lấy dao cạo cái lớp sơn này ra xem ở trong có phải là nang lưỡng kim hay không. Còn nang lưỡng kim có nghĩa là nang mạ đồng, thép mạ đồng, nói như thế cho anh em dễ hiểu. Còn khung của cái lập này được làm bằng là kẽm mạ chì không rỉ, kẽm mạ chì cũng không rỉ, mặc dù nó có tróc sơn để chăng nữa thì nó cũng không rỉ. Thì toàn bộ cái lập này sẽ làm bằng chất liệu không rỉ cho anh em. Riêng về cái mặt là cái phần móc này á, là móc inox nha, móc inox ti đồng, móc inox đó, anh em thấy chưa, móc inox ti này là ti đồng tiện, ti đồng móc inox đó, nói chậm cho anh em nghe dễ hiểu nha. Đó, đó. Em thấy chưa, lưới là lưới dù nha anh em. Đó, mặt lập là rất là cong nè, đẹp. Mặt lập cỡ 26, đó, rộng thoáng. Ở thời bây giờ người ta chơi cái cỡ lập cỡ này, chứ còn cái cỡ lập nhỏ như ngày xưa thì không còn sử dụng. Thì cầu lập á, cầu lập là khoảng một gang tay của tôi hơn, thì nó rơi vô khoảng chắc khoảng cầu lập chắc khoảng 28 30, cầu lập khoảng 28 30, thì như thế là nó sẽ tổng hợp lại là cái chiều cao chiều rộng là hợp lý nhất. Chứ nhiều anh em yêu cầu một cái lập cái cầu quá dài, ví dụ 35 40, thì như thế cái lập nó sẽ rất là to và rất là cao. Bởi vì muốn cái lập cái cầu này dài ra thì bắt buộc phải làm cái lồng cao hơn. Mà cái lồng cao hơn thì anh em cứ tưởng tượng là cái con người Việt Nam của mình, cái chiều cao nó khoảng tầm 1m6 1m7 thì đẹp, mà nó lên đến 1m8 1m9 thì nó xấu. Đó, chúng ta hiểu nôm na như vậy cho nó dễ hiểu. Đó, đó, mặt lập. Đó, anh em thấy chưa, mặt hình cầu nha. Đó, mặt hình cầu bo như vậy này. Đó, anh em thấy chưa, nó co bông rất là đều. Đó, thì một cái lập như thế này chúng tôi cố gắng tiết kiệm tất cả các chi phí để đem đến cho anh em một cái sản phẩm là như thế này. Đó, cái sản phẩm này là lợp lá sẵn như thế này luôn, anh em về chỉ có việc sử dụng thôi. Đó, lập này là không có áo nha. Anh em nào có nhu cầu mua thêm áo lập thì cứ liên hệ ở shop, shop có bán áo lập luôn. Đó, anh em thấy phần lò xo này. Đó, chúng tôi cố gắng quay chậm, quay kỹ nhất cho anh em xem cho nó được rõ. Đó, anh em thấy chưa, phần nang rất là đều. Đó, cho nên anh em không phải lo trăn trở gì với một số tiền bình dân nhất có thể. Đó, chứ nhiều anh em cứ lo rẻ tiền quá thì sợ là không bẫy được chim. Tôi bảo đảm với anh em là con bổi nào cứ đậu lên đây là chết, đậu lên cầu tử này là phải chết rồi, chứ không thể nào nhảy đi đâu được. Cái mặt trong của nó này cho anh em xem cận cảnh chưa, nó quay rất là chậm đi, quay rất là chi tiết để cho anh em xem cho nó kỹ. Đó, để cho mình có một cái quyết định mua hàng. Đó. Đó, cái quyết định mua hàng chính xác và cuối cùng để cho nó thuận tiện cho người bán lẫn người mua.
Chứ là tránh trường hợp sáng nắng chiều mưa thì khổ người bán mà cũng khổ người mua. Thấy chưa, năng lực cực kỳ đẹp, cực kỳ đều nha anh em. Đó, đều thẳng và bo cong. Đó, cầu này thì cầu cầu điêu, cầu gỗ tự nhiên thôi. Có thể là cái này nó hình như thế này, rồi cái khác có thể là nó cong qua đây, cong qua đây. Đó, cái cây tự nhiên mà nó cong đủ kiểu ha. Đó. Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái mẫu số 02 này thì cứ alo cho shop. Giá bán hiện tại là 980.000. Còn nếu mà trong cái thời gian tới mà nó có lên giảm gì nữa thì khi anh em mua thì chúng tôi báo giá cụ thể tại thời điểm anh em mua luôn, thuận mua vừa bán. Thế tại vì cái thời điểm này nó 980 mà biết đâu thời điểm sau giá nguyên vật liệu nó tăng thì sao? Giống như xăng dầu vậy, hôm nay mình đổ giá 25.000 thì vài tuần sau mình cũng không thể nào bắt buộc người ta bán cho mình với cái giá 25.000 nữa. Đó, mặc dù giá thị trường nó lên thì phải bán lên. Đó, ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều cái phụ kiện cho anh em là chơi cu, ví dụ như úp đất này, lo điều khiển từ xa này, khoáng mằng ri nè, cỏ thái này, giò cu. Đó, liều ngụy trang, quần áo ngụy trang rất chi là nhiều mẫu. Đó. Xin chào anh em.